động của dịch COVID-19 đã khiến hàng triệu công nhân, người lao động lâm vào tình cảnh thất nghiệp, thu nhập giảm sút, nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, cơ hội quay trở lại thị trường lao động trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, nhiều chính sách được các cấp công đoàn triển khai nhằm chăm lo, hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi của công nhân, người lao động, giúp họ vượt qua khó khăn trong đại dịch. Kể từ sau khi đợt dịch thứ tư bùng phát và thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng hoạt động xe buýt, anh Võ Quốc Khánh, tài xế xe buýt số 53, hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng thành phố Hồ Chí Minh, không còn cách nào khác là xoay sở cuộc sống theo kiểu liệu cơm gắp mắm nhằm tiết kiệm chi tiêu. Đó là ăn ngủ luôn ngay trên chiếc xe mà mình đã mưu sinh hàng ngày trước đó. Mình không có đi làm được nên thành mình ở nhà đấy thôi. Ở nhà thì có gì ăn nấy thôi, là mình cũng ăn mì, ăn đồ rồi qua ngày qua đồ vậy thôi, rồi cũng ăn tạm tạm để qua ngày chờ hết dịch rồi để được đi làm trở lại. Cùng cảnh ngộ với anh Khánh, kể từ khi thành phố tạm dừng hoạt động xe buýt theo chỉ thị 10 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 tháng 6, những tài xế này dù được hỗ trợ và đã xoay đủ kiểu để duy trì cuộc sống hàng ngày, nhưng khó khăn vẫn chồng chất những khó khăn. Tài xế tiếp viên mà nhà gần đây á thì cũng đỡ. Như còn một số anh em mà tiếp viên tài xế là ở xa mà về không được đó, thì coi như là anh em sống trên xe, rồi ăn uống thì mì gói hay cái gì đó xung quanh mấy quán này người ta cũng lấy cái giá bình dân cho anh em để sống qua ngày, đợi nó hết cái khi mà có cái lệnh mới. Trước đây dù ngành du lịch vẫn èo uột, các hướng dẫn viên du lịch vẫn tạm sống được với các tour nội địa, tour quanh thành phố. Từ khi đợt dịch mới bùng phát, du lịch đóng băng, hướng dẫn viên đều thất nghiệp, mất việc làm, không còn thu nhập cũng là tình cảnh chung của hàng chục ngàn công nhân lao động trong mùa dịch. Tôi vẫn còn đang thất nghiệp thì vẫn sẽ đi làm một số các công việc thời vụ. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư được đánh giá là nguy hiểm nhất, lây lan rộng nhất. Công nhân, người lao động tìm cách thắt chặt chi tiêu, xoay sở chuyển đổi nghề nghiệp, tự tạo việc làm để thích nghi với đại dịch. Năm 2020, doanh nghiệp khó khăn nên anh Sơn cùng hàng nghìn người lao động phải nghỉ việc. Ở tuổi 40, anh đã đi xin việc nhiều nơi nhưng vẫn chưa có doanh nghiệp nào tuyển dụng. Mặc dù vậy, anh vẫn không nguôi hy vọng có thể tìm được một công việc. Cuộc sống thì nó vẫn không còn đầy đủ như trước nữa. Tự mình phải tiết kiệm, tự phải co lại để mà sống thôi, chứ còn cũng chả biết làm nào. CV thì gửi chắc phải 100 cái CV rồi nhưng mà cũng chưa thấy tuyển. Thường xây dựng người ta muốn tuyển một số người trẻ hơn. Thành ra là khi mình gửi CV đi thì người ta lại không cần người lớn tuổi, mà trong khi người trẻ vừa ra trường, sinh viên ra trường rất nhiều. Từ ngày 9 tháng 7 đến nay, trên 2 triệu công nhân phải nghỉ việc, giãn việc, nghỉ luân phiên, mất việc do doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc do người lao động bị cách ly, điều trị bệnh ở trong các khu vực phong tỏa. Do công việc không ổn định, không có tích lũy hoặc mức tích lũy thấp, nhiều công nhân gặp khó khăn trong việc duy trì các nhu cầu tối thiểu và tổ chức cuộc sống gia đình. Đó vào tầm 10 triệu, mà lương chồng em thì khoảng tầm có 6 đến 7 triệu thôi. Đó, nên nếu mà em không đi làm thì kéo dài lâu sẽ không có được anh. Và hiện tại thì hai mẹ con chỉ ở trong phòng trọ thôi, và không sẽ tìm hướng giải quyết là em về ở quê. Rồi đời ổn định dịch là và các bé đi học thì em sẽ vào lại. Trung bình một tháng nếu mà chi tiêu thì nhà trọ, ăn uống với lại những khoản mà cho bé ở dưới quê, tiền sữa, tiền đồ này kia nữa thì cũng khoảng 10 triệu. Có nhiều cái mình dự định làm thì nó không thực hiện được. Ví dụ mình đi làm thêm thì mình cũng không dám đi, tại vì sợ ảnh hưởng tới người khác nữa. Với tinh thần sát cánh với người lao động, Công đoàn Việt Nam đã đồng hành cùng chính phủ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, khôi phục sản xuất kinh doanh, chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, người lao động. Tại Hà Nội, hai chuyến xe buýt siêu thị không đồng đã đến với công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp. Xe buýt siêu thị không đồng đã mang 20.000 suất quà gồm những mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ người lao động với số tiền 4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
Nó rất là ý nghĩa đối với những người ở trong vùng dịch chúng tôi, và chúng tôi rất là cảm ơn các ban lãnh đạo đã luôn đồng hành và hỗ trợ chúng tôi đẩy lùi dịch. Tất cả liên đoàn các quận huyện, công đoàn ngành sẽ và có trách nhiệm tổ chức các siêu thị không đồng này, có thể siêu thị bằng xe buýt, có thể siêu thị tại một cái điểm sinh hoạt công nhân hoặc ở tại các cái điểm mà đông công nhân lao động để có thể kịp thời hỗ trợ. Trước đó, tỉnh Bắc Giang đã tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp, hơn 160.000 công nhân cách ly y tế. Trong thời gian này, các cấp công đoàn đã phối hợp cùng các doanh nghiệp triển khai biện pháp hỗ trợ đảm bảo quyền lợi của người lao động. Ngoài ra, hàng chục siêu thị không đồng được mở ra đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ công nhân, người lao động. Công đoàn khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các ban của liên tỉnh xuống trao là 5 tấn gạo cho thôn Núi Hiểu có nhiều nhà trọ, có trên 5.000 người lao động trọ tại thôn Núi Hiểu. Và đặc biệt nữa thì hỗ trợ cho công nhân lao động mắc bệnh COVID là F0 thì tối đa là 3 triệu đồng. Và đối tượng là cách ly tập trung tại nơi cách ly tập trung là tối đa là 1 triệu rưỡi. Và những người phải cách ly giãn cách xã hội và không có xe đưa đón thì và cách ly tại nhà thì hỗ trợ tối đa là 500.000 đồng cho một người. Ngay từ khi dịch bùng phát vào cuối tháng 4, các gói hỗ trợ đầu tiên của tổ chức công đoàn đã được triển khai. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành quyết định về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trong đó nêu rõ 6 nhóm được hỗ trợ. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã ban hành cái quyết định 2606 ngày 19 tháng 5 để chi hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng, trước hết là các cái đối tượng F0, F1 để có cái phương án hỗ trợ kịp thời. Cùng với đó thì cũng chủ động tuyên truyền, vận động các cái nguồn lực xã hội để chung tay với doanh nghiệp, với cộng đồng kịp thời ứng phó và hỗ trợ đoàn viên người lao động chịu cái ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chăm lo cho người lao động tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15-16. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên người lao động thực hiện 3 tại chỗ, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên người lao động đang thực hiện 1 cung đường, 2 điểm đến, miễn đóng đoàn phí đối với đoàn viên có mức lương thấp, lùi đóng kinh phí công đoàn với các doanh nghiệp gặp khó khăn, chi hỗ trợ đoàn viên người lao động và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đây là nguồn động viên đối với người lao động và doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã kịp thời ban hành cái quyết định 2606 về cái chi hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng với lực lượng phòng chống dịch, của hỗ trợ đặc biệt là cán bộ công đoàn tham gia trong phòng chống dịch. Về phía Liên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi có được cái chỉ đạo của tổng thì Liên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cụ thể hóa bằng những tiêu chí cụ thể, những cái đối tượng cụ thể đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh trong cái hướng dẫn cái công văn 374 ngày 34 tháng 5 để triển khai cho hệ thống. Tính từ đầu thời điểm bùng phát dịch bệnh lần thứ tư tới nay, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ đoàn viên người lao động, lực lượng tuyến đầu và các quỹ phòng chống dịch với tổng số tiền hơn 5.000 tỷ đồng. Ước tính có khoảng 3,5 triệu lượt đoàn viên người lao động đã được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt và qua các chương trình của tổ chức công đoàn. Ở trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức là phức tạp, nhất là đối với công nhân ở các khu công nghiệp và chế xuất, thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo đồng bộ các cái giải pháp từ cái việc là thực hiện các cái biện pháp phòng chống COVID cho đến việc tổ chức thương lượng của doanh nghiệp để đảm bảo việc làm và quyền lợi người lao động, và đặc biệt là triển khai các cái gói hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng như là thăm động viên người lao động. Trong đó thì cái gói hỗ trợ 2606 thì đã hỗ trợ cho hàng trăm nghìn người lao động được thụ hưởng ở với các cái mức khác nhau, và cái gói hỗ trợ này đã góp phần giúp cho công nhân vượt qua cái thời gian hết sức là khó khăn, đấy là cái thời kỳ mà họ đang bị phong tỏa hoặc bị cách ly. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đe dọa sự an toàn của các nhà máy, khu công nghiệp, mô hình tổ COVID công đoàn đã được thành lập trong các doanh nghiệp. Đây được coi là cánh tay nối dài của các tổ COVID cộng đồng trong giám sát, tuyên truyền, phòng chống dịch tại đơn vị doanh nghiệp. Có hơn 900 công nhân, công ty này đã thành lập 45 tổ COVID công đoàn. Hàng ngày, tổ trưởng tổ COVID công đoàn sẽ nắm bắt tình hình sức khỏe, kiểm tra sổ nhật ký công nhân của từng thành viên để nắm bắt lịch trình di chuyển, tiếp xúc.
Nếu như mà những người mà có tiếp xúc với những người mà có nguy cơ có dịch tễ thì tôi sẽ báo cáo lên trực tiếp với ban quản lý và cho người đó kiểm tra sức khỏe và cách ly phù hợp với yêu cầu và quy định của Bộ Y tế. Toàn tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập được 550 tổ COVID công đoàn. Theo đó, mỗi tổ, dây chuyền sản xuất sẽ thành lập ít nhất một tổ COVID công đoàn hoạt động kiêm nghiệm. Tổ COVID công đoàn hoạt động dưới sự quản lý, hướng dẫn trực tiếp của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Tổ có vai trò tuyên truyền, giám sát, hỗ trợ chủ doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Với phương châm hoạt động sâu sát, bám nắm cơ sở, các tổ COVID công đoàn vừa góp phần giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng dịch, vừa phát triển sản xuất. Tổ COVID công đoàn này được lập ở trong tất cả các cái đơn vị công đoàn cơ sở để giúp cho chính quyền, giúp cho cơ quan y tế, giúp cho là các ngành các cấp trong cái việc là theo dõi, nắm chắc tình hình, tuyên truyền và tiến tới là cái việc truy vết, bao vây, cách ly và xử lý khi tình huống xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Thời gian qua, những đề xuất kiến nghị của tổ chức công đoàn đã ghi nhận trong nghị quyết 68, quyết định 23 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, nghị quyết số 116 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Công đoàn chủ động phối hợp triển khai, giám sát quá trình thực hiện các gói hỗ trợ của chính phủ, đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng. Chính phủ cũng như Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã hết sức lắng nghe và rút kinh nghiệm từ những cái gói hỗ trợ trước, đã cùng với công đoàn chúng tôi và đặc biệt đã về cơ sở để lắng nghe ý kiến của người lao động. Thế từ đó thì chúng ta cũng đã có được một cái chính sách có thể nói rằng là rộng về diện bao phủ, công bằng về mặt đối tượng và đặc biệt là gọn nhẹ về mặt thủ tục hành chính. Theo đó thì cái điều kiện tiếp cận của công nhân lao động, nhất là trong bối cảnh đại dịch và cái khó khăn của họ về mặt nhận thức, về mặt điều kiện việc làm hiện nay, thì tôi cho rằng là những cái thủ tục đã được rút gọn nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ ở mức độ cần thiết để tránh cái việc trục lợi như các cái chính sách hiện nay đang vận hành, thì tôi cho rằng là rất là phù hợp với thực tế. Khi doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, người lao động quay trở lại làm việc sau một thời gian dài thực hiện giãn cách sẽ còn nhiều khó khăn. Vì vậy, các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động, ra soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của người lao động để hỗ trợ. Làm sao để có bảo đảm việc làm cuộc sống tốt hơn cho người công nhân lao động khi mà quay trở lại thành phố, khi mà quay trở lại các khu nghiệp? Một thì phải quan tâm về tiền lương phúc lợi, người lao động quan tâm nhất là thu nhập. Đấy, để làm sao mà kích thích thu hút họ quay trở lại doanh nghiệp, và người ta sẽ đặt một bài toán là khi quay trở lại thì thu nhập cao hơn, cuộc sống tốt hơn ở thôn quê. Phải các cấp công đoàn thì cần phải nâng cao tốt hơn nữa cái vai trò đại diện chăm lo, và đặc biệt là trong cái điều kiện hiện nay là cái công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, rồi công tác vận động tuyên truyền. Một mình tổ chức công đoàn chưa đủ, cần phải phối hợp với người lao động, các cơ quan doanh nghiệp của quản lý để làm tốt vấn đề này. Và chúng tôi đã xác định quan niệm rằng cần phải lấy sự hài lòng của đoàn viên người lao động làm thước đo đánh giá chất lượng của công đoàn. Trong đại dịch, thông điệp ai ở đâu ở nguyên đó đã đến với người lao động thông qua các chính sách hỗ trợ cụ thể kịp thời của tổ chức công đoàn. Điều mà công nhân lo lắng nhất là mất việc và thiếu đói, điều không ai mong muốn lại đến đúng vào lúc dịch bệnh COVID-19. Các hoạt động chăm lo kịp thời, thiết thực, làm ấm lòng những người lao động trong lúc khó khăn. Bước vào trạng thái bình thường mới, các cấp công đoàn đồng hành với doanh nghiệp, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm, đảm bảo quyền lợi của người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội.